UEFA đã thông báo cho Liên đoàn bóng đá Pháp rằng Lyon vẫn có cơ hội kết thúc trước ngày 2 tháng 8, mặc dù PSG đã trở thành nhà vô địch hồi cuối tháng 4 ngay khi Lyon tuyên bố kết thúc mùa giải. Chủ tịch của câu lạc bộ đang xếp thứ 7 là Lyon cũng đề xuất phương án đá playoff trên sân không khán giả để xác định lại đội vô địch cũng như các đội được dự cúp châu Âu cũng như rất hàng. Được biết, Hội đồng Nhà nước Pháp dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào thứ hai tới. Tuy nhiên, đây được xem là điều bất khả thi bởi các câu lạc bộ của Pháp đã không tập luyện trong vòng một thời gian dài và sẽ rất khó để đáp ứng các yêu cầu khi mùa giải tái khởi tranh. Trước những tin đồn rời Barcelona vì không thể cạnh tranh được suất đá chính, Ivan Rakitic đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo vào khoảng 10 đến 15 ngày trước và quyết định rằng chúng tôi không có gì phải nói thêm. Tôi còn hợp đồng đến hè 2021 với Barca và đây là đội bóng mà tôi luôn muốn gắn bó. Bên cạnh đó, Ivan Rakitic cũng khẳng định ông luôn tôn trọng các quyết định của tân huấn luyện viên Quique Setién. Tiền vệ người Croatia chia sẻ thêm: thật buồn khi bạn không được thi đấu, đặc biệt khi bạn không biết tại sao mình phải ngồi ngoài và huấn luyện viên cũng không giải thích chuyện này với bạn. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của ông ấy. Bóng đá là môn thể thao tập thể, bạn phải tôn trọng quyết định của huấn luyện viên, không phải nơi để bạn thỏa mãn cá nhân. Premier Manchester United đã tính tới bài toán kinh tế và không chấp nhận chi 100 triệu bảng cho Jadon Sancho theo yêu cầu của Dortmund. Trong khi đó, đội trưởng của Aston Villa, Jack Grealish, cũng đang chơi rất nổi bật ở mùa giải này và có giá không quá 80 triệu bảng. Trước đó, Grealish đã vi phạm quy tắc giãn cách xã hội trong việc phòng chống dịch Covid-19 và bị câu lạc bộ Villa phạt 150.000 bảng. Dù vậy, Solskjaer và ban lãnh đạo United dường như không mấy quan tâm tới điều đó và vẫn muốn ký hợp đồng với tiền vệ 24 tuổi. Ngoài Jack Grealish, Man United cũng đang xúc tiến chiêu mộ tài năng đang lên của Birmingham City là Jude Bellingham. Tiền vệ này sẽ bước sang tuổi 17 vào cuối tháng này và đủ điều kiện để ký hợp đồng chuyên nghiệp. Nhiều nguồn tin thân cận cho hay Chelsea đã xúc tiến để hỏi mua hậu vệ Ben Chilwell của Leicester City. Tuy nhiên, Chelsea sẽ không dễ dàng có được Ben Chilwell khi đường đua sẽ xuất hiện thêm một đối thủ khó nhằn khác là Man City. Theo tờ báo uy tín The Telegraph, đội chủ sân Etihad vừa thêm hậu vệ trái người Anh này vào danh sách cần chuyển nhượng gấp ở phiên giải hè năm nay. Được biết, Man City từng theo đuổi rất sát sao Ben Chilwell ở hai kỳ chuyển nhượng trước nhưng vẫn chưa thành công. Rào cản ở thương vụ này chính là mức giá khá chát mà Leicester yêu cầu, 85 triệu bảng. Tuy nhiên, cũng giống với Chelsea, đội chủ sân Etihad hy vọng trước tác động của đại dịch Covid-19, giá cả của những cầu thủ sẽ được giảm xuống mức phải chăng. Vì vậy, họ đã quyết định quay trở lại theo đuổi ngôi sao người Anh. Theo tờ La Stampa, Juventus vừa nhé vào ngáng đường Inter trong việc có được sự phục vụ của trung vệ Maras Kumbula trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Cụ thể, câu lạc bộ thành phố Torino sẵn sàng chi 32 triệu euro để lôi kéo sau mai 20 tuổi đầu quân theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Kumbula được coi là phát hiện của mùa giải này sau những màn thể hiện ấn tượng trong mùa ảo của Verona. Không chỉ đảm bảo tốt nhiệm vụ trung vệ, Kumbula còn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sức hút của Kumbula còn được thể hiện hơn nữa khi bộ ba ông lớn ở Premier League là Man United, Chelsea và Arsenal cũng đang rất hào hấu có trung vệ của Verona. Tuy nhiên, với việc Kumbula chưa sẵn sàng rời Serie A, nên nhiều khả năng trung vệ này sẽ đầu quân cho Juventus hoặc Inter. Sau pha va chạm với Hoàng Lâm trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Huy được xác định là gãy ống đồng và ngay lập tức phải đi bệnh viện cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm và đã thành công. Theo thông báo từ bệnh viện, tiền vệ 29 tuổi sẽ cần khoảng 3 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Chấn thương của Hải Huy sẽ gây ra không ít khó khăn cho đội bóng đất mỏ khi họ sẽ phải nhanh chóng tìm phương án thay thế anh trong thời gian tới. Tiền vệ sinh năm 91 cũng đang lọt vào tầm ngắm của Paul Hazard để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF 2020.